Bishen kiện kẻ tung tin anh phản bội Kim Tây Hy. tỏ thái độ tức giận khi bị tung tin ngoại tình với nữ cung thủ sinh năm 1996. Nam ca sĩ tiến hành các hành động pháp lý để bảo vệ danh dự. Ngày 17 tháng 10, trang Âu dần của Hàn Quốc đưa tin Gen Company, công ty quản lý của Bishen, tuyên bố kiện các cá nhân tung tin nam diễn viên ngoại tình, ảnh hưởng tới danh tiếng của nam diễn viên ngôi nhà hạnh phúc. Công ty quản lý của Bishen đã đệ đơn kiện đề nghị cảnh sát vào cuộc điều tra những đối tượng tung tin đồn thất thiệt về đời sống riêng tư của anh bước đầu sẽ điều tra những người sản xuất video trên youtube ngoài ra còn có những người lan truyền trên mạng xã hội việc kiểm tra sẽ không dừng lại ở một lần đầu mà tiến hành nhiều đợt chúng tôi không dừng lại cho đến khi tìm được kẻ tung tin đồn bị gen bức xúc khi bị tung tin phản bội kim tây hy hủy hoại danh tiếng Ngày 6 tháng 10, Naver đưa tin người hâm mộ xôn xao trước thông tin nam ca sĩ bi rên ngoại tình với gôn vơ kém 14 tuổi bác dài. Theo trang gôn mừng sen, ngôi sao đã lập gia đình thuê căn hộ riêng để sống với người tình. Đặc điểm của ngôi sao này là có địa vị cao trong giới giải trí, hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Do đó, bi rên là cái tên đầu tiên khiến công chúng nghi ngờ. Phát gia sinh năm 1996, tiếp xúc với gôn khi mới 9 tuổi cha cô cũng là huấn luyện viên chính cho người đẹp. Phát Giai từng giành giải thưởng gôn châu Á bên cạnh thành tích thể thao xuất sắc. Phát Giai còn được chú ý nhờ ngoại hình đẹp nổi bật. Nữ vận động viên cao 1,67m, thân hình nóng bỏng. Đặc biệt, gương mặt Phát Giai sang trọng, có nét thông minh. Cô được nhận xét khá giống Kim Tây Hy. Nhờ đó, bác Giai không chỉ làm vận động viên mà còn là người mẫu, xuất hiện trên các tạp chí và quảng cáo đồ thể thao. Tin tức này gây chấn động truyền thông nhiều nước, thậm chí là chủ đề đứng đầu trên mạng xã hội Weibo, bởi Kim Tae Hee và Bae được coi là cặp đôi vàng của giới giải trí Hàn Quốc. Bae luôn bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho bà xã xinh đẹp. Cuộc sống hạnh phúc của hai nghệ sĩ khiến hàng triệu khán giả ngưỡng mộ. Cũng nhờ đó, họ được chọn làm gương mặt quảng cáo cho nhiều sản phẩm đồ nội thất. Vợ chồng Kim Tae Hee kết hôn năm 2017 và hiện có hai con gái.